Bản tin mới nhất về dịch COVID-19 ngày 11 tháng 10. Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Tin vui, đã có tới 93% bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch thứ tư khỏi bệnh. Bình Dương chỉ đạo nóng, nghiêm cấm thu tiền xét nghiệm người đi tiêm vaccine. Các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh phục hồi công năng ban đầu ở trạng thái bình thường mới. Đồng Nai đã có 100% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 ngừa COVID-19. Nguy hiểm, chùm COVID-19 ở Hà Nam tăng lên 635 F0 cùng 5.466 F1. Công an Ninh Thuận lên tiếng về việc phạt tiền người tự đi xe máy về quê. Singapore nghiên cứu cách phát hiện COVID-19 sớm qua mẫu không khí. Và sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin vui, đã có tới 93% bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch thứ tư khỏi bệnh. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, đến chiều ngày 10 tháng 10, có 7 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình. Có 12 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, đó là Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu. Tỷ lệ mắc bệnh trên 1 triệu dân ở nước ta xếp thứ 9 trên 11 trong số các nước ASEAN, thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong giảm mạnh trong nhiều ngày qua, với trung bình một tuần qua khoảng 119 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay 20.555 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ tiêm vaccine cũng tăng nhanh với hơn 53 triệu liều vaccine đã được tiêm. Trong đó có tiêm một mũi hơn 38 triệu 200 ngàn liều, tiêm mũi 2 hơn 14 triệu 900 ngàn liều. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.014 ca. Trong đó chỉ có 835 ca COVID-19 nặng thở máy và can thiệp ECMO. Báo cáo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong 2 tuần từ 25 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10, số ca mắc trong cộng đồng giảm 44,7% so với 2 tuần trước, giảm 47,3% so với 1 tuần trước đó. Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 5 ca, giảm 10 ca so với tuần trước. Thành phố Hồ Chí Minh 15.070 ca, giảm 14.766. Bình Dương 400 ca, giảm 559. Đồng Nai 41 ca, giảm 19. Khánh Hòa 8 ca, giảm 57. Kiên Giang 13 ca, giảm 18. Số bệnh nhân nặng nguy kịch chiếm 8,7% số F0 đang điều trị. So với trung bình 7 ngày trước đó, số ca nhập viện mới giảm 6,7%, số ca nặng nguy kịch giảm 16,4%, số ca thở oxy mask giảm 15,8%, thở máy xâm lấn giảm 17,1%. Các trung tâm hồi sức tích cực tại các tỉnh phía Nam đã tiếp nhận 13.206 ca bệnh nặng và nguy kịch. Trong đó số ca khỏi bệnh hoặc chuyển tầng thấp hơn để điều trị tiếp 7.120 ca, chiếm 53,9%. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Y tế, trong giai đoạn được cho là căng thẳng nhất của cuộc chiến chống dịch COVID-19 lần thứ tư từ 23 tháng 8 đến 30 tháng 9, với đặc thù biến chủng Delta, ngành y tế triển khai chiến lược xét nghiệm trọng tâm trọng điểm, thực hiện đúng theo tốc độ của xét nghiệm 48 giờ xét nghiệm một lần, đi trước tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2. Nhờ thế đến nay, ca nhiễm mới trong cộng đồng và trường hợp bệnh trở nặng, tỷ lệ tử vong giảm xuống. Một loạt sách lược, chiến lược hết sức quyết liệt cùng sự đồng lòng của các cán bộ, nhân viên, ngành y tế tập trung cho thành phố đã giúp thành phố Hồ Chí Minh từng bước khống chế được dịch bệnh. Lãnh đạo Bộ Y tế nhận định tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường, vì thế phải tiếp tục nâng cao tinh thần chống dịch, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch. Chuyển sang tin tiếp theo, Bình Dương chỉ đạo nóng, nghiêm cấm thu tiền xét nghiệm người đi tiêm vaccine. Thưa quý vị, thời gian qua, người dân phản ánh tại một số điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ở Bình Dương tồn tại những bất cập như xét nghiệm thu tiền của người đến tiêm, tiêm trộn hai loại vaccine không đúng khuyến cáo. Để chấn chỉnh những tồn tại bất cập trên, Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa có công văn gửi đến các điểm tiêm chủng trên địa bàn. Theo công văn của Sở Y tế Bình Dương, vaccine phòng COVID-19 tiêm miễn phí cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả,
nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vaccine dưới bất cứ hình thức nào, thu tiền người dân làm xét nghiệm COVID-19 trước khi tiêm chủng, siêu âm, xét nghiệm có thu phí. Tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 cùng loại vaccine. Trường hợp thiếu vaccine, các đơn vị kết hợp hai liều vaccine theo đúng hướng dẫn như sau. Tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca thì tiêm mũi 2 AstraZeneca. Tiêm mũi 1 vaccine Moderna từ 4 tuần trở lên có thể thay thế mũi 2 bằng vaccine Pfizer. Tiêm mũi 1 vaccine Pfizer, mũi 2 Pfizer. Tiêm mũi 1 vaccine Verocell, mũi 2 Verocell. Trước khi tiêm chủng, các đơn vị phải cập nhật thông tin của đối tượng lên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp chưa đủ điều kiện tiêm chủng, lựa chọn vaccine tiêm mũi thứ 3. Báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý thích hợp. Sở Y tế Bình Dương tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở tiêm chủng, điểm tiêm chủng, tạm dừng hoặc đình chỉ các hoạt động tiêm chủng nếu vi phạm các quy định chuyên môn, xảy ra sai sót và xử lý theo quy định. Chuyển sang tin tức tiếp theo. Các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh phục hồi công năng ban đầu ở trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị, sau khi có hai bệnh viện quận 7 và bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi trở về công năng tiếp nhận người bệnh không mắc COVID-19, Sở Y tế thành phố đang lên lộ trình đến 31 tháng 12 đưa toàn bộ các bệnh viện trên địa bàn phục hồi công năng ban đầu. Tuy nhiên, dù phục hồi công năng ban đầu, các cơ sở y tế phải luôn trong trạng thái bình thường mới. Thông tin được lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ngày 11 tháng 10. Theo đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng lộ trình phục hồi công năng các bệnh viện trở về trạng thái bình thường mới, với mục đích đảm bảo cho các bệnh viện thực hiện hai chức năng, vừa sẵn sàng thu dung điều trị người mắc COVID-19, vừa đảm bảo chức năng khám bệnh, chữa bệnh thông thường mà điều trị chuyên khoa cho người dân thành phố và các tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Dự kiến của Sở Y tế, đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 sẽ có thêm 28 bệnh viện công lập phục hồi trở lại công năng ban đầu để tiếp nhận điều trị các bệnh thông thường cho người dân. Đến 31 tháng 12 năm 2021, đưa toàn bộ bệnh viện trên địa bàn phục hồi công năng ban đầu. Riêng các bệnh viện tư nhân, căn cứ tình hình thực tế tại các bệnh viện để chủ động đề xuất, thông báo lộ trình phục hồi công năng cho ngành y tế. Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện phục hồi về công năng ban đầu nhưng phải trong trạng thái bình thường mới. Cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định sàng lọc, phân luồng, cách ly người nghi ngờ mắc COVID-19. Có kế hoạch chủ động phối hợp với bệnh viện điều trị COVID-19 để chuyển bệnh an toàn. Bên cạnh đó, các bệnh viện phải hình thành khoa, đơn vị điều trị COVID-19 để sẵn sàng cách ly, điều trị người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, các bệnh viện phải duy trì buồng cấp cứu, sàng lọc tại khoa cấp cứu, đảm bảo cấp cứu người bệnh nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19. Duy trì các buồng cách ly tại mỗi khoa lâm sàng để sẵn sàng cách ly người bệnh chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Sở Y tế ban hành quy trình xử lý khi phát hiện F0 tại cơ sở khám chữa bệnh nhằm kịp thời điều trị, đảm bảo sức khỏe cho người bệnh, đồng thời không làm cho bệnh lây lan cho những người bệnh khác. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Đồng Nai đã có 100% người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 ngừa COVID-19. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 10, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết đã ghi nhận 449 ca nhiễm COVID-19. Lũy kế từ khi dịch xuất hiện đến nay, Đồng Nai ghi nhận 55.528 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 40.233 ca khỏi bệnh, 504 ca tử vong. Trong số các bệnh mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh, 3 ca phát hiện qua khám sàng lọc cộng đồng, 69 ca trong khu phong tỏa, 427 ca trong khu cách ly. Về tiêm chủng, đến hiện tại trên địa bàn tỉnh thực hiện tiêm hơn 2.900.000 liều vaccine COVID-19 cho hơn 2.300.000 người, chiếm tỷ lệ 104,73% đối tượng trên 18 tuổi trong toàn tỉnh. Trong đó có 572.065 người đã tiêm đủ liều, chiếm tỷ lệ 25,38%. Sở Y tế Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp củng cố, tăng cường bộ phận y tế doanh nghiệp nhằm đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn trong tình hình mới. Theo đó, bộ phận y tế doanh nghiệp cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về phòng chống dịch, nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc, chú trọng nâng cao ý thức người lao động trong việc chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, xây dựng phương án, phương tiện sơ cứu, cấp cứu, thuốc thiết yếu và tình huống cấp cứu tai nạn lao động, tổ chức tập huấn sơ cứu, cấp cứu cho người lao động tại cơ sở. Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng và triển khai kế hoạch phương án phòng chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của ngành y tế. Trong đó có phương án khi doanh nghiệp có ca nghi nhiễm và ca nhiễm COVID-19, xây dựng tổ chức xét nghiệm cho người lao động tại doanh nghiệp, hướng dẫn người lao động tự xét nghiệm nhằm tầm soát kịp thời nguy cơ, hạn chế thấp nhất lây nhiễm tại doanh nghiệp. Chuyển sang tin tức tiếp theo.
Nguy hiểm, chùm COVID-19 ở Hà Nam tăng lên 635 F0 cùng 5.466 F1. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam cho biết, trong 12 giờ qua trên địa bàn ghi nhận 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly, khu phong tỏa tại nhà. Lũy kế sau 22 ngày bùng phát dịch, địa phương ghi nhận 635 F0, 5.466 F1 và 20.787 F2. Từ ngày 19 tháng 9 đến nay, có 40 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nam đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện. Đợt dịch COVID-19 lần này tại Hà Nam được đánh giá nghiêm trọng với số lượng người mắc nhiều, lan rộng trên tất cả các địa bàn huyện thị thành phố. Riêng thành phố Phủ Lý có đến 339 bệnh nhân, trong đó nhiều ca mắc COVID-19 cộng đồng. Tiếp đến là huyện Kim Bảng với gần 90 F0, trong đó có 12 trường hợp ở cộng đồng. Liên quan những ca dương tính, các xã thị trấn trên địa bàn huyện điều tra dịch tễ xác định trên 1.000 F1, gần 1.500 F2. Đáng lưu ý, chùm COVID-19 bùng phát tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam với 153 F0 cùng trên 600 công nhân là F1 đang cách ly tập trung. Hiện nguy cơ lây nhiễm tại khu công nghiệp vẫn rất cao nên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp được chuyển sang trạng thái ứng phó với dịch COVID-19 cấp độ cao nhất. Bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Nam yêu cầu các địa phương vừa thực hiện xét nghiệm sàng lọc, vừa đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trong độ tuổi đáp ứng đủ điều kiện. Với các trường hợp được cách ly tại nhà, phải đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu về cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Tại các cơ sở cách ly tập trung, phải đảm bảo điều kiện ăn nghỉ, khoảng cách, tránh lây nhiễm chéo. Chính quyền địa phương phải đặc biệt quan tâm trường hợp F0 cao tuổi và trẻ em mới phát hiện trên địa bàn. Chuyển sang tin tiếp theo, Công an Ninh Thuận lên tiếng về việc phạt tiền người tự đi xe máy về quê. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 10, tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh, ký văn bản cung cấp thông tin liên quan việc xử lý các trường hợp người từ vùng dịch, từ các tỉnh thành phía Nam về Ninh Thuận. Theo đó, từ 18 giờ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, có khoảng 3.000 công dân Ninh Thuận từ các địa phương phía Nam có dịch, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương trở về địa phương. Trong đó, tỉnh tổ chức đón hơn 2.000 người trong đêm ngày 31 tháng 7, hơn 1.000 trường hợp đã di chuyển khỏi địa phương trước ngày 1 tháng 8. Từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 1 tháng 10, số công dân Ninh Thuận từ các tỉnh phía Nam có dịch trở về địa phương, chủ yếu tại chốt kiểm soát Cà Ná trên quốc lộ 1A, giáp danh tỉnh Bình Thuận, 1.776 trường hợp. Về việc người dân tự ý rời khỏi nơi tạm trú về địa phương nêu trên đã vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch tại công điện số 1063 ngày 31 tháng 7. Căn cứ công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm hành chính đối với người từ vùng dịch về qua chốt kiểm soát Cà Ná và các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Công an huyện Thuận Nam lập biên bản ghi nhận vụ việc đối với 1.362 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 111 trường hợp, không lập biên bản đối với 303 trường hợp do dưới 14 tuổi. Tổng số phương tiện tạm giữ 679 xe máy các loại. Trong số các trường hợp đã lập biên bản vi phạm hành chính, Công an huyện Thuận Nam củng cố hồ sơ thủ tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 95 trường hợp, phạt cảnh cáo 11 trường hợp, phạt tiền 84 trường hợp. Trong số này, 57 trường hợp chấp hành nộp tiền phạt. Việc xử lý các vi phạm trên đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh kéo dài, người dân rất khó khăn trong sinh hoạt, buộc phải trở về địa phương, nhiều trường hợp không có khả năng đóng phạt. Cạnh đó, mục đích việc xử lý vi phạm hành chính nêu trên cũng là để răn đe, giáo dục, tuyên truyền, vận động, hạn chế người dân tự ý bỏ về quê, vi phạm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phòng ngừa dịch bệnh, lây lan ra cộng đồng, không nhằm mục đích tiêu thụ tiền phạt của người dân có hoàn cảnh, đời sống khó khăn. Do đó, Công an tỉnh chỉ đạo xác minh hoàn cảnh đối với trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 16 trường hợp chưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 27 trường hợp đã ban hành quyết định nhưng chưa chấp hành, để có quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 76 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính. Sau khi được hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp người vi phạm không có khả năng thi hành, căn cứ đơn xin miễn, giảm tiền phạt của người vi phạm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú, lực lượng công an hướng dẫn người vi phạm thực hiện thủ tục giảm, miễn tiền phạt theo quy định tại Điều 77 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính. Đối với các trường hợp đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, Công an huyện Thuận Nam tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định. Đồng thời, hướng dẫn người dẫn làm thủ tục hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và giảm miễn tiền phạt theo quy định.
Đối với các phương tiện đã tạm giữ, các trường hợp vi phạm, Công an huyện Thuận Nam tiếp tục phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức trao trả cho người dân sau khi họ hoàn thành cách ly y tế tập trung theo quy định, không giữ phương tiện vì lý do đảm bảo việc thực hiện các quy định xử phạt vi phạm hành chính. Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10, sau khi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và một số tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, mở cửa nền kinh tế, số lượng công dân Ninh Thuận đang sinh sống làm việc tại các địa phương trở về Ninh Thuận gia tăng đột biến, 6.099 người. Căn cứ công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục kiểm soát người ra vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Thuận Nam không xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp trên. Tuy nhiên, theo quy định về công tác phòng chống dịch, các trường hợp trên đa số thuộc các trường hợp phải cách ly tập trung, chưa tiêm chủng đủ 2 mũi vaccine, không thuộc diện đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng. Do đó, để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như bảo quản tài sản, phương tiện của người dân khi di chuyển bằng xe máy về địa phương, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương có liên quan tổ chức ghi nhận thông tin của từng trường hợp, bảo quản phương tiện tại trụ sở Công an huyện, thành phố và tổ chức trao trả phương tiện cho người dân sau khi họ hoàn thành cách ly y tế tập trung theo quy định. Chuyển sang tin tiếp theo, Singapore nghiên cứu cách phát hiện COVID-19 sớm qua mẫu không khí. Thưa quý vị, nhóm nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kỹ thuật Khoa học Môi trường Cuộc sống Singapore thuộc Đại học Công nghệ Nanjing và trường Y Jong Lulin Đại học Quốc gia Singapore đã phát triển một hệ thống giám sát để phát hiện sự hiện diện của SARS-CoV-2 RNA là trình tự gen của virus gây ra dịch COVID-19. The Straits Times của Singapore đưa tin, kỹ thuật chuỗi polymerase sao chép ngược định lượng thời gian thực được áp dụng để xét nghiệm RNA tách chiết. Giáo sư Paul Tamya, phó giám đốc chương trình nghiên cứu bệnh truyền nhiễm của Đại học Quốc gia Singapore phân tích, nếu chúng ta đến nơi được cho là không có bệnh nhân mắc COVID-19 nhưng phát hiện ra RNA của virus thì nó giống như việc lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 30 người. Nhưng thay vì phải lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 30 người thì bạn chỉ cần thực hiện nó qua một lần sàng lọc. Hệ thống này được thử nghiệm tại 3 khu bệnh viện dành cho bệnh nhân mắc COVID-19 trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2020. Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học Indoor Air vào ngày 14 tháng 9. Nhà nghiên cứu Ivan Lu Hung đã đánh giá công nghệ giám sát không khí có thể giúp duy trì an toàn cho nhân viên y tế. Những nghiên cứu trong tương lai về giám sát không khí cần được thực hiện ở những địa điểm bên ngoài môi trường bệnh viện, nơi có tập trung đông người. Giáo sư dự bị David Allen tại chương trình nghiên cứu bệnh truyền nhiễm của Đại học Quốc gia Singapore đánh giá rằng kỹ thuật lấy mẫu không khí có thể là công cụ bổ sung cho việc sàng lọc đại trà bên cạnh việc lấy mẫu nước thải.